Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong thời gian này thì chắc hẳn là mọi người cũng đã thấy được cái thị trường bất động sản nó đang có cái chiều hướng, tức là người mua bất động sản nó nhiều hơn, đúng không ạ? Còn về cái giá thành thì nó vẫn đang chưa có gì thay đổi. Một số thì vẫn đang cắt lỗ, một số thì vẫn giá vẫn liêm yết theo kiểu là bán được thì bán mà không bán được thì để ở đó, đúng không ạ? Thế thì trong mấy ngày vừa qua chúng ta sẽ thấy được rằng là cái tỷ lệ người đi tìm đất nhiều hơn khá là nhiều so với trước đây. Chúng tôi thấy được rằng là thị trường ở ngay tại Phổ Yên hay là ở Sông Công hay Phú Bình thì hiện tại trong những ngày qua thì đã có rất là nhiều giao dịch. Có những ngày giao dịch lên tới cả chục lô đất, đúng không ạ? Các sale khi mà ở Phổ Yên hay là các sale ở Sông Công, các sale ở Phú Bình, hàng ngày thì quý vị thấy không ạ? Có những sale hiện tại bây giờ cũng bán lên tới cả 2 lô một ngày. Tức là chúng ta nhìn thấy cái thị trường rõ rệt về giao dịch về bất động sản. Thế cho nên là lý do tại sao mà bây giờ người ta lại mua bán nhiều như vậy mà giá thành nó vẫn chưa có tăng, thì chúng ta biết được rằng là hiện tại bây giờ những người đi mua bất động sản đa phần là những người họ tích lũy được tiền, họ mang cái giá trị tiền thật của họ đi mua. Còn một số thì họ lại tiếp tục dùng đến đòn bẩy của ngân hàng để họ đầu tư. Chính vì cái điều này là cái điều mà chúng ta thấy trong thời gian ngắn vừa qua là cái lãi suất của ngân hàng nó đã giảm xuống, đúng không ạ? Nó giảm xuống, cho nên là bây giờ tiếp tục những người mà đầu tư về bất động sản họ lại dùng đến cái chính sách là kích cầu, đúng không ạ? Dùng đến đòn bẩy để họ đầu tư. Bởi vì tôi nghĩ rằng là trong việc đầu tư như hiện nay thì rất nhiều các cái lô đất mà trước đây có những cái giá thành rất là cao và bây giờ họ bán rất là thấp. Chính vì những cái điều mà giá thấp cho nên là nhiều người đã dùng đến các cái chính sách về đòn bẩy để họ tiếp tục đầu tư. Thế cho nên là cái mà tại sao ấy, khi mà thị trường về bất động sản nó được bồi bổ thêm vào thì chúng ta thấy là hàng ngày như hiện nay là có những cái giao dịch rất là nhiều rồi, phải nói là cũng là nhiều. Bởi vì gì? Những cái lúc đất nó chững, một môi giới một ngày bán được 2 lô rất khó, phải nói là vô cùng khó. Cả tháng có khi còn bán 1-2 lô đã thấy vất rồi, nhưng mà đến thời điểm này thì cái thị trường mà bán một sale bây giờ mà bán một tháng một lô bây giờ nó là chuyện bình thường rồi, bắt đầu nó trở lại rồi. Tuy rằng thì cái thị trường về bất động sản nó chưa có tăng lên, nhưng mà chúng ta thấy được rằng là người đi đầu tư bất động sản bắt đầu là quay trở lại và đầu tư nhiều hơn. Thế thì chúng ta cũng phải nắm được là cái thị trường tại sao người ta lại quay lại, người ta mua nhiều hơn và người ta đầu tư nhiều hơn như vậy. Thì theo quan điểm của tôi thì tôi thấy là trên cái thị trường hiện nay thì có rất nhiều các cái lô đất mà người ta đang cắt lỗ. Và tôi thấy rằng là thị trường bất động sản nó đã về tới cái giá đáy, tức là giá đáy của cái năm 2019-2018, đúng không ạ? Bởi vì 2018 là cái giá của nó cũng rất là thấp, và đến bây giờ thì cái giá của nó cũng về đến cái giá đó, thì đương nhiên rằng là chúng ta sẽ gọi đó là giá đáy. Bởi vì một chu kỳ khi nó ở đáy nó tăng lên và sau khi đến đỉnh rồi nó lại tụt xuống đáy thì người ta trải qua rồi người ta sẽ nắm được, đúng không ạ? Thế thì như quý vị thấy được rằng là cái vấn đề về mua bán nhiều như vậy nhưng mà cái thị trường bất động sản nó chưa tăng, nó cũng là điều đương nhiên. Bởi vì đây là chỉ là trong cái góc độ những người có cái dòng tiền thật rất là nhỏ thôi, họ mua họ vẫn tích lũy mà, họ chưa có tung ra đâu. Bởi vì họ mua nhưng họ lại không bán,
quý vị thấy không ạ? Họ mua nhưng họ không bán. Đấy. Còn bây giờ là mua của ai? Thì quý vị thấy không ạ? Tất cả bây giờ là đổ dồn đi mua của những người đang bị gọi là không cầm cự được nữa. Thì họ mua cái giá rất là rẻ. Và họ mua rồi họ cất đi. Cho nên là thị trường chỉ có mua thôi. Mua vào thôi. Đấy. Chứ không có bán ra. Bởi vì họ đang tìm những cái lô đất chết họ mua. Đấy. Thế cho nên là nó làm cho cái thị trường là chưa có biến động. Đấy. Hiện tại bây giờ chưa có biến động gì. Đấy. Đến một ngày nào đó mà quý vị thấy là thị trường nó có biến động thì là những người mà người ta mua vào rồi và người ta bán ra ấy, thì quý vị mới lúc đấy mới thấy được rằng là thị trường lúc đó nó mới biến động. Chứ bây giờ là chủ yếu là chỉ có mua vào thôi. Mua toàn cái đất vỡ lở, cái đất mà người ta không còn cầm cự được nữa là người ta bán. Đấy. Thế cho nên là rất là nhiều người bảo là tại sao thị trường mua bán như thế rồi mà nó vẫn không lên, đúng không ạ? Cho nên là đấy cũng là một trong những cái mà chúng ta phải nhìn nhận. Bây giờ họ đang bắt đáy đấy. Thời gian bắt đáy nó cũng không được nhiều đâu. Quý vị cứ để ý mà xem. Thời gian bắt đáy nó sẽ rơi vào khoảng độ 1 năm đến 1 năm rưỡi là họ sẽ tính vào đến cái chuyện bắt đáy. Sau đó là cái thị trường bắt đáy hết thời rồi thì bắt đầu nó sẽ là thị trường bung lụa. Đấy. Cho nên là nhiều người bây giờ vẫn đang chờ đợi, vẫn đang nhòm ngó tìm cơ hội để xem là mình bắt được cái lô nào nó phù hợp, đúng không ạ? Bản thân tôi thì tôi thấy là rất là nhiều khách hàng gọi điện và nhắn tin cho tôi là tìm những cái lô đất 500-700 triệu, rồi thì tìm những cái lô đất từ 1.5 tỷ 2 tỷ đổ lại. Đấy. Bởi vì là câu chuyện mà chúng ta thấy được rằng là khi mà chúng tôi tìm thì chúng tôi chia sẻ cho họ, tất nhiên là họ còn phải nghe ngóng rất là nhiều chứ họ cũng chưa xuống tiền ngay. Đấy. Bây giờ rõ ràng là rẻ thì rất rẻ rồi. Cái lúc thời kỳ đất sốt tìm kiếm cái mảnh 500 triệu rất khó, phải nói là cực kỳ khó. Nhưng mà đến bây giờ thì những cái mảnh 500 triệu thì vẫn tìm được. Đấy. Vẫn có. Thế cho nên là đấy cũng là một trong những cái mà chúng ta phải nhìn nhận. Đấy, thị trường nó như vậy. Còn anh em nào mà trong thời điểm này mà không quan tâm đến bất động sản, không tìm về bất động sản thì tôi nghĩ rằng là cũng hơi lãng phí. Bởi vì thị trường thì chúng ta nhìn nhận nó kỹ thì chúng ta sẽ thấy được rằng nhiều điểm nó rất là hay. Chúng tôi rất là mong muốn là hàng ngày thì chia sẻ cho quý vị về những cái lô đất để mà quý vị tham khảo. Có rất nhiều nhưng mà thật sự với quý vị là cũng không có thời gian để mà chia sẻ cho quý vị trên các cái video. Đấy, nhiều lắm. Bây giờ người ta bán tràn lan mà còn chẳng có ai mua. Đấy, ít người mua lắm. Người ta bây giờ đi mua, người ta chủ yếu là tìm cái lô nào đất chết người ta mới mua thôi. Đấy. Thế cho nên là sau cái video này thì tôi cũng rất là mong muốn là sẽ cố gắng check cho quý vị những cái lô đất mà chúng tôi tìm được để chia sẻ cho quý vị, để cho quý vị tham khảo lựa chọn xem là chúng ta có nên đầu tư hay không, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này. Nếu quý vị xem video nhớ like và đăng ký kênh trong cái video này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.